Park Hansel sinh ngày 4 tháng 1 năm 1959 tại huyện San Cheong, tỉnh Gyeong Sang Nam, Hàn Quốc, là một huấn luyện viên bóng đá người Hàn Quốc. Ông chính thức ra mắt vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam từ ngày 11 tháng 10 năm 2017. Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông chủ yếu chọn cho các đội bóng do mình dẫn dắt phô diễn lối chơi bóng ngắn, phối hợp đến tận cầu môn. Park Hansel bị giới chuyên môn bóng đá ở Hàn Quốc phân tích và chê bai về sự đơn điệu trong chiến thuật. Sau khi huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng từ chức, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã họp và báo cáo lên Tổng cục Thể dục Thể thao về chủ trương mời huấn luyện viên ngoại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Có 15 ứng viên với bản lý lịch rất tốt nhưng các cuộc đàm phán giữa VFF với họ đều bất thành. Lý do chính đều do vấn đề tiền lương. VFF đã liên hệ với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc và được họ giới thiệu ông Park Hansel. Đại diện VFF gồm Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF, Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch Phụ trách Tài chính và Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký đã sang Hàn Quốc thương thảo với ông Park tại sân vận động FIFA World Cup 2002 ở Seoul. Sau khi thương thảo thành công, ông Park Hansel đã ký hợp đồng để trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Toàn bộ quá trình thương thảo đến khi ký hợp đồng giữa VFF và ông Park Hansel, theo báo Thanh Niên mô tả, đã diễn ra trong một thời gian ngắn kỷ lục là một ngày. Mức lương của huấn luyện viên Park Hansel không được tiết lộ nhưng theo báo Tiền Phong thì đó là một mức lương không quá cao và còn được phía Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc chi trả một phần. Ông đã dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại giải vô địch U23 châu Á khá thành công. U23 Việt Nam đã vượt qua đội tuyển U23 Australia với tỷ số 1-0 và cầm hòa đội tuyển U23 Syria 0-0 ở vòng bảng. Tại tứ kết, U23 Việt Nam đã vượt qua một đội bóng mạnh khác là U23 Iraq ở loạt đá penalty với tỷ số 5-3, hòa 3-3 sau 120 phút thi đấu. Đây là kết quả tốt nhất mà U23 Việt Nam đạt được tại đấu trường cấp châu lục. Canh bạc của thầy Park khi dẫn dắt đội U23 Việt Nam. SLV Park Hansel xây dựng cho U23 Việt Nam và kết quả đạt được đến lúc này thực sự hợp lý. Nhưng như đã nói, mọi thứ ở U23 Việt Nam lúc này đều đã phơi bày cả để không khó cho U23 Iraq bắt bài. Và bởi vậy, muốn chiến thắng có lẽ thầy Park phải thay đổi bằng một bất ngờ nào đó chứ khó có thể chơi phòng ngự rồi đợi cơ hội như các trận đấu trước, nhất là khi tính chất của cuộc đối đầu này cũng khác so với vòng đấu bảng. Thay đổi thế nào, chắc chắn huấn luyện viên Park Hansel sẽ có những tính toán nhất định, nhưng để đá đôi công với U23 Iraq là cực khó, kể cả khi thuyền trưởng của U23 Việt Nam đã tuyên bố trước khi trận đấu diễn ra. Bởi rất đơn giản, dù tiến bộ vượt bậc đi chăng nữa thì việc sử dụng liên tục gần như một đội hình suốt các trận vòng bảng cũng khó cho Công Phượng, Quang Hải đảm bảo thể lực một cách tốt nhất, chưa nói tới việc bộ đôi này được lưu ý bậc nhất bên phía U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hansel có lẽ đã thành công khi dẫn dắt đội U23 Việt Nam. Chiến thuật hợp lý, các dùng người tài ba, U23 Việt Nam đã đi từng bước một từ vòng bảng đến bán kết, mặc dù thua 1-2 trước Hàn Quốc nhưng không vì thế mà mất tinh thần. Rồi lần lượt đánh bại Australia, Syria, Iraq, cuối cùng ung dung vào bán kế giải U23 châu Á, và có thể còn tiến xa hơn nữa. Xin chúc mừng ông Park Hansel và toàn đội U23 Việt Nam.